theo người dân của dân làng ấy thì năm nào mà thả được diều, diều bay cao, sáo kêu to, điều đó chứng tỏ rằng năm đấy sẽ báo hiệu cho một cái năm mà thời tiết sẽ mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bệnh tật tiêu tán. Còn năm nào khó khăn nhất là chọn tre và vót xương với cả uốn là những công đoạn là gọi là đấy là kỹ thuật nhất để làm diều. Cái thứ hai là làm sáo, công đoạn là đục để chọn những cái mảnh gỗ tốt nhất để làm sáo. Và cả nhưng mà mình thì là cái thú vui của làng. Đấy, mình là người dân ở đây nên mình về khi mình về đây mình rất thích là cái thú vui mình chơi diều buổi chiều. Hàng ngày chiều tối ra đây thả diều, nghe tiếng sáo diều vi vu rất là thanh thoát và thoải mái.